Niệm Phật là chánh niệm Không thể quên mất Không thể buông bỏ Khiến cho họ được thị Quý vị mới có thể thấy Phật <laughs> niệm bất dông xả Như ngày nay chúng ta thường nói Niệm Phật không gián đoạn Có nghĩa là niệm niệm tương tục Phật A-di-đà Đem chư chúng tăng Tức là dẫn dắt đại chúng Đến đoạn tiếp quý vị Trú kỳ nhân tiền Chúng ta biết được Người lúc lâm chung Oán thân trái chủ Đều ngay lúc này đến đòi mạng Quý vị đã giết họ Thì họ đòi mạng Quý vị thiếu nợ Thì đến đòi tiền tài Đây chính là Ma được tiền lần Ngay lúc này họ đều đi Trong kinh địa tạng nói với chúng ta Người lúc lâm chung Người chết này Nói với những gia thân quyến thuộc Bên cạnh rằng Tôi nhìn thấy người nào đó đến Họ đứng ngay cửa Những lời họ nói đều là những bạn bè thân hữu họ Quen biết Thân bằng quyến thuộc đại chết Người chết trước đều nhìn thấy rồi Có phải thật hay không? Không phải là thật Địa tạng Bồ Tát nói với chúng ta Đó là oán thân trái chủ của họ Biến hóa thành thân bằng quyến thuộc của họ Định dụ dỗ họ Dẫn họ đi Không phải là thật Dẫn họ đi rồi tính sổ với họ Đến đoài mạng, đến đòi nợ phật ở trong kinh nếu không nói với chúng ta như vậy chúng ta làm sao mà biết được nhưng những sự việc này chúng ta thấy rất nhiều là thật vậy người chết ngay lúc này có lẽ trước khi lâm chung hai ba ngày cảnh giới này xuất hiện nhiều nhất là hai ngày họ sẽ đi Trong kinh Địa Tạng nói rất rõ. Đó chính là ma. Họ đang đợi quý vị. Nếu như là người niệm Phật, lúc lâm chung Phật quang soi chiếu, ma này liền không còn nữa, đều rời xa. Ma có biết hay không? Biết được. Họ nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn quý vị. Những oán tân trái chủ này Không những không gây phiền phức Mà họ không gây phiền phức được Họ cũng quan hệ tan thang Họ cũng hy vọng quý vị Sau khi thành Phật Có thể độ họ Điều này muốn chứng minh Chỉ cần người giáng sanh Phật nhất định đến tiếp dẫn họ